hỏng mất tiêu rồi. Mẹ ơi! Hả? Mẹ đến giải cứu đây bé yêu. Mẹ này con trai cưng, sao thế con? Cần câu cá của con bị gãy rồi ạ. Mẹ có cách rồi, không sao. Mẹ sẽ vẽ vài con cá lên cái môi kim loại này. Bơi đi cá bé xinh. Trái tim đáng yêu cho tục tưng của mẹ này. Bồn tắm của con đầy cá luôn mẹ nè. Wow. Mẹ nhìn này, con có hình xăm luôn. Mẹ ngầu nhất ạ. Mẹ con ơi, mẹ đi mua đồ về rồi này. Wow. Mình đang bay. Không, ngã sấp mặt rồi. Đau dã man luôn. Mà chuyện gì vậy nhở? Kẹo à? Phải làm gì đó để đỡ nhức đầu mới được. Aspirin này, tiện phết. Giờ dọn cái đống này không lại ngã nào. Kẹo khắp nơi luôn. Quét mãi mà chẳng hết. Thầy thích nhất là phương trình này đấy. Cho tôi nhờ một chút nhá. Xin lỗi, cứ bơ bơ tôi đi là được. Đấy, sạch sẽ rồi. Thầy cho học tiếp đi. Đi đời này khủng long. Con trai ơi, con bày bừa đấy à? Dạ đâu có đâu. Tìm thấy cục kẹo nè. Thế này thì dọn đến bạc đầu mất. Khoan đã, hãy dùng một vỉ thuốc và lấy hết thuốc ra nhá. Sau đó, bỏ kẹo đầy vỉ thuốc này. Lấy giấy bạc và phết chút keo lên vỉ thuốc. Dán vỉ lại và nhớ nhấn mấy góc thật kỹ nhá. Thế là xong rồi, vỉ thuốc kẹo nhà làm hơi bị xịn nhá. Nhìn này bé con, vỉ thuốc kẹo đó, của con cả. Vậy là hết bừa bộn. Con cảm ơn mẹ. Con tặng mẹ kẹo này. Cảm ơn con trai. Khuyên tai mới toanh của tớ này. Wow, ngôi sao kìa, xinh ghê. Ước gì mình cũng có khuyên tai giống vậy. Chào nhá, tạm biệt. Chán như con rán, mình chẳng bao giờ có đồ cute. Thôi thì ăn kẹo cho đỡ buồn vậy. Khoan đã, món kẹo này làm mình nảy ra một ý siêu hay. Sẽ hiệu quả đây, nhìn cũng ổn áp phết chứ đùa. Ổn áp cái gì chứ, dùng băng keo nhìn phèn quá. Chào bé con, đi học vui không? Bố ơi, con thích khuyên tai xinh ạ. Đừng lo, có bố đây rồi. Bố con chỉ cần mấy cây bút này và đồ đục lỗ là xong rồi này. Đầu tiên, lấy một cái hộp đựng đồ ăn ra và vẽ hình trái cây lên đấy. Cẩn thận cắt ra nào. Giờ dùng cái này để bấm lỗ trên miếng nhựa. Đặt lên khay và bỏ vào lò nướng. Khi các miếng nhựa đã teo nhỏ thì lấy ra khỏi lò. Luồn cái móc vào miếng nhựa nữa là xong. Khuyên xinh chưa này? Ta-da! Của con đây. Xịn quá ạ, con muốn đeo lắm rồi. Khó chọn cặp nào quá đi. Cherry nè. Xinh lắm luôn ạ. Con cảm ơn bố. Con tặng bố này, bố là số 1. Cũng hợp bố phết nhở. Chồng mình chất đấy. Đành quá ta. Mứt sô-cô-la. Chào cục cưng, ngủ ngon không? Thằng bé đang ăn sô-cô-la hay cái gì vậy? Ngon quá đi. Nhoàm nhoàm nhoàm. Còn muốn ăn thêm nữa ạ. Xịn. Ghê quá đi. Ai dạy con đấy hả? Đợi đã, là mình chưa ai. Chà, mình phải dọn đống này rồi. Còn cái gì trong lọ này? Chuối hả? Khiếp. Mà thôi, ăn trái cây cũng tốt. Để xem trong này còn gì nào. Nước ngọt à? Sao lại vậy được cơ chứ? Đủ rồi đấy chàng trai, chúng ta phải làm gì đó thôi. Bỏ kính ra nào. Tuần trước con tắm rồi mà mẹ. Lý do lý chấu cái gì? Tắm đi cho đẹp trai. Con thích nước ngọt cơ mẹ ơi. Cái này vị thấy ghê quá. Ngừng nhõng nhẽo ngay. Cái chai xà phòng này là mình nảy ra một tí. Lau khô nào bé con. Ăn vặt thôi. Khoan, con lại bày bừa ra mất. Thử cái này đi. Chai xịt sô-cô-la ạ. Wow. Của con này, ăn sô-cô-la không còn dây bẩn nữa rồi. Chỉ cần phết ra nữa thôi.
cho con đi ạ. À. Ngon ơi là ngon. Thêm nè, cách này vui ghê. Ăn ngon nhé cậu bé. Cái này hay quá bố ơi. Nhìn kìa, con thấy cậu đó mới làm gì không? Ảo thật đấy. Này con ơi, cho bố miếng kem với. Con ăn gần hết rồi. Dạ vâng, nhưng một muỗng thôi nha bố. Cảm ơn con. Bố đợi con xíu nha bố. Ái chà, cũng ngon đấy chứ. Ok, xem phim tiếp nào. Hay là... không được, con bé sẽ giận mình mất. Một hiền nữa, con bé cũng không nhận ra đâu. Bộ phim này cuốn quá. Một thìa nữa thôi. Vậy đây bố hứa luôn. Tối nay đúng là vui. Hả? Ôi toang rồi. Kem đâu hết rồi? Mình phải làm gì đây? Đổ tội cho con chó vậy. Khoan, nhà mình đâu có chó. Gấu bông cũng muốn xem phim đó bố. Cảm ơn bố vì đã cầm kem cho con ạ. Bố ăn hết rồi sao? Tại vì món kem này ngon quá con ạ. Buồn bố quá. Con đi bụi đây. Vĩnh biệt bố. Đừng mà, mẹ sẽ mắng bố mất. Không. Mình phải làm gì để cho đầy hộp kem này đây? Nhanh nào. Nước ép cà rốt. Nghĩ ra rồi. Rót chút nước ép vào ly. Đặt giấy bạc lên miệng ly. Ấn giấy bạc xuống thật chặt. Và đâm que kem xuyên qua giấy bạc. Đặt kem vào tủ đông. Và đợi một tí. Vừa đúng lúc luôn. Con chào bố. Kem que nè. Bố làm riêng cho con đấy. Cho con ạ. Wow, ngon quá đi. Yummy. Thật mừng vì con thích món này. Phew, thoát được kiếp nạn rồi. Hôm nay vui nhỉ. Giờ về gặp mẹ con nào. Bé con đi học có ngoan không ta? Hai bố con đi giày xoay chân hết rồi. Con chào mẹ. Chào vợ yêu. Đi học chán lắm mẹ ơi. Công ty cũng thế. Tối nay ăn gì nhở? Ô là trời. Thôi cũng về nhà rồi. Cởi giày ra và chơi xíu đi con. Dạ vâng, con vẽ đây ạ. Mình phải xử lý vụ này thôi. Có cách hay rồi đây. Lấy miếng lót khỏi giày nào. In hình nhân vật hoạt hình lên tờ giấy tròn và cắt làm đôi. Phết keo lên mặt sau của tờ giấy. Sau đó dán nửa bên trái của tờ giấy vào miếng lót trái. Làm tương tự với miếng lót phải nè. Đặt miếng lót vào chiếc giày tương tự và giờ bé con có thể phân biệt trái phải rồi. Con muốn ra ngoài chơi không nào? Dạ có. Mẹ ơi, trong giày con có chú thỏ ngộ nghĩnh lắm này. Hết ngộ rồi. Wow, dễ dàng lắm luôn. Con làm được rồi nè, bé con giỏi quá. Lạ lùng ghê ta. Khoan đã, để phân tích xíu nào. Giày của mình đang nhìn chằm chằm này. Nếu như... cũng có thể đấy. Khó phết à nha. Được rồi, đặt như vậy là quá chuẩn. Dễ thật. Cẳng não thật, suýt thì mình thành trò cười rồi. Đấy, quá tuyệt. Con chào mẹ yêu ạ. Thật tuyệt khi có một gia đình đáng yêu như vậy. Hơi ngố, nhưng vẫn đáng yêu. Các bạn thường dùng mẹo nào để khiến cuộc sống dễ dàng hơn? Hãy cho tụi tớ biết trong phần bình luận nha. Và đừng quên đăng ký để xem thêm những video hữu ích và hài hước như thế này nhé.